Việc chó thả rồng cắn người gây thương tích và tử vong liên tiếp trong tháng 4 năm 2019 đã tạo nên sự bức xúc và phẫn nộ trong dư luận. Ngày 3 tháng 4 năm 2019, một bé trai 7 tuổi chơi đùa tại sân vận động Kim Đồng Cũ thuộc thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Đồng, tỉnh Hưng Yên đã bất ngờ bị một đàn chó gần 10 con lao vào cắn xé. Nhiều người dân phát hiện đã lao đến đánh đuổi đàn chó, sau đó gia đình đã chuyển cháu bé lên bệnh viện cấp cứu. Nhưng cháu bé đã không qua khỏi, tử vong tại bệnh viện. Cùng ngày, hai cha con anh Bùi Văn Tuấn ngụ tại xã Trung Sơn, huyện Ngương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã bị tử vong do mắc phải bệnh dại. Nguyên nhân của vụ việc trước đó khoảng một tháng, cả gia đình gồm 4 người đều bị chó nuôi tại nhà cắn đến chảy máu, nhưng không xử lý vết thương và tiêm vaccine phòng dại. Hiện tại vợ và con gái anh Tuấn đã được tiêm phòng ngừa dại, đến nay chưa phát bệnh. Có lẽ những vụ việc này không phải là chuyện hiếm vì nhiều người nuôi chó cứ thả rong vật nuôi ra đường mỗi ngày, gây nguy hiểm cho người khác. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn, xô xát giữa những người hàng xóm với nhau như trong đoạn clip này đây. Chỉ vì con chó mà tình người bị sức mẻ, cuộc sống trở nên bất an, con người ứng xử với nhau rất tệ. Nghị định số 05/2007/NĐ-CP về phòng chống bệnh dại ở động vật đã quy định rất rõ tại điều 6 như sau. Điều 6, nuôi chó. Chủ nuôi chó phải thực hiện các quy định sau đây. 1. Đăng ký việc nuôi chó với Ủy ban Nhân dân cấp xã tại các đô thị, nơi đông dân cư. 2. Xích, nhốt hoặc giữ chó, đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng tới người xung quanh. Ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị, khi đưa chó ra ngoài, phải nhốt giữ chó trong chuồng, củi hoặc phải rọ mõm và có người chăn dắt. 3. Nuôi chó tập trung phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y theo quy định tại khoản 1 điều 7, Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y, không gây ồn ào, ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh. Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y thì những hành vi không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng, không tiêm vaccine phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng thì bị phạt tiền từ 600 đến 800 ngàn đồng. Nhưng quy định thì cứ quy định, một số người nuôi chó thì vẫn thản nhiên thả rong và không rọ mõm chó, không chấp hành đúng quy định của pháp luật như thế này đây. Nói chung thì chó thì nuôi trong gia đình thì phải giữ hoặc là rọ mõm lại cho nó an toàn cho nhiều người khác. Chứ để vậy thì nó không có tốt cho tất cả mọi người. Theo chú thấy là cái chuyện nuôi chó là cái quyền này luật pháp cũng có cấm. Nhưng mà nuôi là phải có chức dẫn ra đường, phải có dây xích, phải có buộc mõm ra lại. Rất là nguy hiểm, bây giờ chó dại mà lần cắn rất là phiền phức chứ không có phải là dẫn đâu. Nếu mà chạy ngang đường là người ta đụng cái là ta té là gãy xương vai tại gia đình có người bị rồi. Còn cái thứ hai là nó phóng quế bừa bãi, mất vệ sinh. Cái thứ ba là nó cắn người ta, cái tình trạng nó cũng có nhà cũng có người bị rồi. Theo ghi nhận của chương trình camera cận cảnh, tại nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, chó vẫn được thả rong, hiên ngang chạy khắp nơi từ trong hẻm ra đến đường phố. Có nhiều gia đình nuôi nhiều chó để mặc nhiên chúng đùa giỡn với nhau trên lề đường, có thể gây tai nạn giao thông rất nguy hiểm. Điều đáng nói là những con chó được chủ nhà thả rong trên đường để đi vệ sinh bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị và góp phần làm ô nhiễm môi trường. Nhiều người nuôi chó kém ý thức đã dắt chó ra công viên cho chó ngồi chiếm trệ trên ghế công cộng như thế này đây. Tại công viên hai bên bờ kênh Du Lộc Thị Nghè, rất nhiều chó được thả rong hay được chủ nhân dắt đi dạo nhưng không hề được rõ mõm. Chủ và chó cứ đùa giỡn với nhau, nhiều người còn dắt chó di chuyển trong khu vực bãi cỏ để cho chó đi vệ sinh, khiến người dân bức xúc. Cái chỗ này hai bên là để cho người dân người ta chiều hoặc sáng người ta đi thể dục, nhiều khi chó nó đi bừa bãi nhưng nó cũng mất vệ sinh lắm. Chị nghĩ là người ta biết hết á nhưng mà người ta không ý thức. Nó như kia ở đây nè, thả cái hai ba con thật là to mà nhìn ghê lắm nha. Mà chạy theo mình cái mình nói em kêu con chó cho nó đứng lại đi chỗ để nó chạy theo nó cắn. Không có sao đâu chị, nó hiền lắm chị. Cái chị mới nói không, nó hiền với em thôi chứ nó không hiền với chị, tại vì chị không phải chủ nó phải không. Nhưng mà người ta cũng không có ý thức thôi em ơi. Thấy cũng còn rất là nhiều, và dạy chẳng hình như là cũng đang thả. Những người có trách nhiệm đã nhắc nhở, nhưng tình trạng người dân đem chó tới công viên dọc theo bờ kênh Nhiêu Lộc vẫn diễn ra hàng ngày. Đa số là nó đâu có xích mỏ, 8 giờ tối cho lên bờ kè là nó thả nhiều lắm. Nhắc nhở 10 người, chừng người 2 người nghe thôi chứ đa phần là không chấp hành. Việc chó thả rồng không đeo rọ mõm cứ tràn lan khắp nơi tại thành phố Hồ Chí Minh đang là mối nguy hiểm thực sự,
vì chó có thể tấn công con người bất cứ lúc nào mà chủ nhân của chúng không thể kiểm soát được. Ở địa phương thì phường nên nhắc nhở tới các tổ dân phố đó, thì phải đi nhắc nhở người ta, chứ giờ người ta hình như cũng chưa quan tâm tới vấn đề này. Tao phạt đi, phạt làm gương đi, tao bắt đầu người ta thấy người ta sợ, người ta sẽ làm thôi. Có người ta sai mà tao phản ứng mình cũng làm thôi, làm đúng thôi, có quy định đưa ra là tao phải phục thôi, chứ không có gì tự nữ hết. Mong muốn của người dân cũng chính là mong muốn của chương trình Camera Cận Cảnh. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh xử phạt những người vi phạm pháp luật thả rông chó nơi công cộng, gây nguy hiểm cho người dân, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan đô thị.